Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Em giới thiệu bác là 10 cây máy cưa các bác nhá, rất là nhiều hệ luôn. Thì đầu tiên có Makita này, hai cây tay cụt Estin Tanaka cực kỳ là VIP luôn các bác nhá. Tay cụt này 41cc này, tay dài Mazu, Grand Hitachi, Kyorit này, Echo 5200, Shinowa và một cây Komatsu giá rẻ trước mình đi khai thác phá rừng các bác nhá. Rồi, đầu tiên thì bác xem video thì nhớ nhấn chuột like này, đăng ký kênh và cho thông báo. Số hàng là 0862 567 746, sẽ có liên kết sử dụng ở Zalo. Đó, đầu tiên sản phẩm các bác mua cưa sẽ gồm là rũa tip và tô vít, 3 món theo kèm bác nhá. Bên em thì bác ship hàng toàn quốc, đến nơi bác được kiểm tra hàng, test hàng thoải mái. Bảo hành nòng điện bơm nhớt cho bác là 9 tháng nhá. Đó, bác yên tâm sử dụng. Thì lô máy này để lô chữ ô. Đó, đầu tiên cái ô 1 thì cây Makita. Con này hàng như mới luôn bác nhá. Con này là Makita MDE335. Đó, con này công suất là 35cc, làm bản dài mặt cắt là 35-40. Xích là chạy xích chung 91 các bác nhá, là Makita, ốc áng này, ốc rét toàn bộ là ốc chống rét các bác nhá. Đó, cho bác xem mặt trước này. Đó, lốc nhôm hàm rồng bô trắng tinh luôn. Đó, con này toàn bộ là nguyên zin nguyên bản. Trước đó mình đi cắt củi gia đình, cắt củi nấu rượu. Máy móc liền lạc, con này là hàng của Đức, Make in Germany. Đó, đóng luôn trên ốp đây các bác nhá. Đó. Các bác nhìn thấy không? Make in Germany luôn. Đó. Con dòng phụ này, trọng lượng của máy rơi vào 5kg, Makita nó sản xuất, nó nghiêng về độ tiết kiệm xăng này rất là cao bác nhá, cắt cả ngày sớm tối. Hoặc bác nào mà kinh tế hạn hẹp thì các bác tham khảo cây O1 các bác nhá. Ốc áng đều là toàn ốc là ốc hoa thị chống tuét nên bác yên tâm sử dụng các bác nhá. Đó, con này giặt rất là nhạy nổ luôn, tua cao mà chạy lợi xăng. Con O1 giá là 1.600.000, bao ship toàn quốc. Đó, test nổ cho bác cái máy nhá. O1 này chạy cực kỳ lợi xăng luôn, giá có 1.600.000, bao ship các bác nhá, nguyên zin nguyên bản, làm Makita này. Rồi tiếp theo cây số 2, số 3 thì có hai cây tay cụt cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Con này hàng về em rửa dọn xong, con này là Estin, thương hiệu đứng đầu số 1 thế giới. Con này Estin 011 AVT, con này được trang bị công suất là 41cc bác nhá. Đó, 5kg. Con này là hàng của Đức, thương hiệu đứng đầu số 1 thế giới. Con này thì tua cao này. Đó, cái dòng tay cụt mà công suất lớn nhất hiện trên hiện trường hiện nay các bác nhá. Đó, làm bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91. Thời điểm này thì bên em lên mới cho nó rồi các bác nhá. Đó, máy móc thì là thắng cho động bình thường. Con này hàng gọi là siêu chất luôn. Các bác nhìn xem lốc và lốc nhôm các bác nhá. Đó, lốc nhôm hàm rồng. Hàm rồng là hàm rồng 7 màu. Đó, là trên đó mình đi khai thác này, phá rừng cần một con cưa siêu nhẹ. Đó, ép tin này lòng phải lên đến 40 ly các bác nhá. Đó, cực kỳ là to luôn. Chạy thì cực kỳ lợi xăng. Ép tin này thì làm ép tin nhá, làm zin hàng máy. Đó, con này thì máy móc nguyên zin hết. Đó, chỉ có riêng sợi xích thì bên em đã lên mới cho nó thôi. Sợi xích này bác mua ngoài thị trường phải rơi tầm 250 rồi. Đó. Con này trọng lượng nhẹ nhàng, dòng tay cụt. Đó, tua cao bác cầm một tay là cầm hai tay đều rất ok các bác nhá. Đó, màu trắng sữa cực kỳ đẹp luôn. Ép tin này. Đó. Bác nhìn thấy không? Độ chất của nó cực kỳ là cao. Cây O2 giá là 1.900.000. Riêng dòng này rất là nhạy nổ luôn các bác nhá. Rất là giòn luôn. Thương hiệu đứng đầu số 1 thế giới. Cây O2 giá là 1.900.000, bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo cây số 3 thì em có một cây gọi là hàng hệ sưu tầm luôn. Con này là Tanaka. Đó, hàng hệ quốc dân Tanaka Bauermate 330A. Con này có công suất là 33cc các bác nhá. Con này hàng đẹp như mới luôn, hàng thiếu thùng. Làm bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91. Đó, làm Tanaka, làm 14 inch Inter, làm Oregon có luôn tăng xích lại làm các bác nhá. Con này thì bác nào mà cần con cưa nhẹ, con này chỉ rơi vào 4kg các bác nhá. Đó, bác nào mà cắt gia đình các thứ tham khảo cây này rất là ok. Hoặc bác là mình làm hàng sưu tầm có thể tham khảo cây O3 này. Tua cao, Tanaka đời chạy hai lá bạc các bác nhá. Ốc áng 7 màu này, cực kỳ đẹp luôn. Đó, ốc áng 7 màu rất là đẹp. Đó, làm Tanaka, làm zin theo máy. Máy móc thì được trang bị là bơm thông phụ này. Các bác lưu ý là mặt trước là xăng pha nhớt các bác nhá. Mặt sau là nhớt đuôi lam. Đó, bác leo trèo tỉa cành hoặc bác nào mà chưa dùng cưa. Đó, cái O3 này giá là 2 triệu bao ship. Vì sao? Vì cây này rất là đẹp các bác nhá. Đó, cái Estin. Đó, con này mua em mua giá rất là cao. Đó. Rồi, máy móc con này nguyên zin hết.
cọc áng 7 màu. Nói chung là con này đời của Tanaka chạy thì cực kỳ lợi xanh mà tua cao bác nhá. Cầm một tay là cầm hai tay đều rất là ổn định công việc. Rồi, mô 3 ta là 2 triệu bao ship. Nhất nổ bác nghe tiếng máy này, các bác nhìn dây giật trắng tươi luôn. Rất là chạy nổ bác nhá. Ship toàn quốc. Theo O4 thì em có một cây tay dài. Con này là tay dài Mazu Rangma MC30A. Đó, con này hàng gọi là rất là đẹp các bác nhá. Đó, 30cc, làm bản dài mặt cắt là 30 làm 35. Xích là chạy xích chân 25 bác nhá. Làm Mazu Rangma này, hai ốc dự lam, hai ốc 7 màu rất là đẹp luôn. Ốc áng 7 màu cực kỳ đẹp, bô bọng trắng tươi luôn này. Đó, dòng này bác nào mà leo trèo tỉa cành, máy móc thì con này nguyên zin hết. Đặc biệt của tua của dòng Mazu thì rất là cao. Đó, tiết kiệm nguyên liệu. Cái dòng này bác đi cắt quanh đường kính con này tầm 25 30 đổ lại. Đó, rất là hợp lý luôn. Bác nào mà chưa dùng cưa bác tham khảo cây O4 này, giá chỉ có 1.900.000, chạy lợi xăng, trọng lượng chỉ rơi vào 4 kg các bác nhá. Bác nào mà thích dòng tay dài này thì bác tham khảo này. Con này giá rất là rẻ, 1.900.000 bao ship. Đó, nhét nổ cho bác nghe tiếng máy nhá. Đó, cực kỳ là nhạy nổ luôn. Rất là giòn nhá. Bao ship toàn quốc. Theo cái số 5 thì em một cây Grand, con này là Kiodis Grand GC36. Con này được trang bị công suất là 36cc bác nhé. Con này hàng bãi nhưng mà màu trắng nó không còn được đẹp mấy thì bên em sẽ bán rẻ luôn cho bác. Nhưng mà hơi hám là nguyên zin nguyên bản hết. Lam bản dài mặt cắt là 40 lam 45, xích là chạy xích trùng 91. Con này có hai ốc dưới lam bác nhé. Hai ốc dưới lam, thắng tiếc hoạt động bình thường bơm năng phụ. Con này bác nào mà đi khai thác này hoặc là cắt trong nhà kính công trình các thứ, con này rất là êm luôn, tua cao nhạy nổ nhá. Đó, như dòng Kiojit thì máy móc cực kỳ là nhạy nổ luôn. Đó, cái này theo mà file mòn theo 5 tháng. Đấy. Làm Kiojit Grand. Đó, nhưng mà hơi hám, con này còn nguyên vân ngang cho bác nhá, hơi rất là đẹp. Đó, dòng máy rất là nhạy nổ luôn. Trọng lượng của máy nó rơi vào 5 kg, bác cắt tầm trung vô vành đường kính con này tầm 670. Bơm thăng phụ có này, máy móc toàn bộ là nguyên zin hết, chạy thì cực kỳ lợi xăng rồi. Hai ốc dưới lam rất là trắng các bác nhá, cắt công trình con này rất là êm. Đó, đi khai thác gọi là sớm tối cả ngày. O5 giá là 2.300.000 bao ship. Cái độ bác này cái máy này. Quan trọng về bên ngoài mà các bác quan tâm phía bên trong nó, thì bác tham khảo cái O5 này, 2.300.000 bao ship. Theo O6 thì em có một cây Hitachi, con này là Hitachi CS40, con này công suất là 40cc bác nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Làm bản dài mặt cắt là 40 lam 45, xích cả chạy xích chân 25, làm Hitachi hai ốc dưới lam bác nhá. Con này do nhà máy Echo sản xuất này. Đó, bác nào mà biết Echo thì nóng đứng ấy, tua rất là cao luôn. Con này như vậy và Hitachi lấy về và làm lên thương hiệu bác nhá, nó lấy tem của Hitachi. Thật ra con này của máy của dòng Echo, máy móc thì cực kỳ liền lạc luôn, hơi hám căng. Đó, nếu mà nhà máy Echo sản xuất phải nghiêng về độ bền các bác nhá. Máy nóng rất là nhạy nổ luôn, các bác đi xẻ xiếc ván nhỏ này, đi khai thác sớm tối cả ngày, cắt cuối keo mít. Ông anh đường kính là tầm 80-100 các bác nhá. Đấy, đổ lại cực kỳ là ngon luôn. Máy được trang bị bơm thăng phụ này. Đó, thắng cho hoạt động bình thường. Nói chung là full chức năng các bác nhá. Con này thì nguyên zin hết. Đó, hơi hám bao căng. Cái O6 giá là 2.500.000 bao ship. Nhất nổ bác nghe thử máy này. Tua rất là cao nhá, máy chạy êm. Máy
êm như gió thở luôn. Cái O6 ra là 2.500.000 bao ship. Tiếp theo cái số 7 thì em có một cây Kyurit 3502 bản đời cao. Con này 35cc bác nhá. Bác nhìn form thiết kế trục giật trợ lực này, trợ lực lớn luôn nhá. Đấy. Con này công suất là 37cc, lam bản dài mặt cắt là 35/40, xích là chạy xích chân 25, lam là tinh đầu nhỏ bác nhá, hai ốc giữa lam. Dòng này thì trọng lượng máy rơi vào 5kg thôi, chứ không đi cắt củi gia đình các thứ, cắt củi nấu rượu này. Và còn đi khai thác gỗ tầm trung nhá. Đó, đi cắt quế keo mỡ gọi là cả ngày luôn. Con này thì nghiêng về độ bền các bác nhá. Bơm thằng phụ có này. Nói chung là full chức năng cho bác nhá. Thắng rất là bình thường. Đó, cái form trục giật trợ lực này nó thiết kế thì giúp các bác nào mình có tuổi, đó bác nào mình khó tính nó tham khảo nhá. Trọng lượng máy nó rất là nhẹ thôi, nó rơi vào 5kg. Con này phụ tùng bên em là bao la luôn cho bác nhá. Đó, không thiếu đồ luôn. Đó, hai ốc giữa lam, O7 giá là 2.800.000 bao ship toàn quốc. Đây nổ bác nghe từng máy này. Đó. Cái dòng này có trục giật trợ lực giờ nên là rất là nhẹ nổ luôn. Bơm thăng phụ có này. Đó, tiếp theo cây O8 thì có một cây gọi là chưa bằng đi phá rừng khai thác nhá. Con này là Echo 502. Đó, LV. Đó, con này công suất là 50cc. Đó, ngang con cúp này. Đó, lam bản dài mặt cắt là 45 lam 50. Xích là chạy xích chân 72 các bác nhá. Chạy xích lớn luôn, lam là tinh dày dặn, hai ốc giữa lam. Đó, lam zin của Echo luôn các bác nhá. Đó, chắc ở phía ngoài thì đã phai mất rồi. Trọng lượng của máy này thì nó rơi vào tầm hơn 6kg. Đó, rất là khỏe luôn. Bác đi xẻ xiếc phá rừng này. Đó, các bác cắt cả ngày nhá. Echo thì các bác cắt khoảng 6-7 tiếng một ngày. Đó, riêng con này đáp ứng luôn. Máy nóng rất là nhạy nổ luôn. Đó, dòng này thì chuyên hệ các bác miền Trung rất là thích luôn các bác nhá. Đó, Kyodit Echo, độ bền. Con này là hệ máy lớn. Đấy, hơi nặng một chút thôi. Nhưng bù lại công suất rất là khỏe. Bác đi phá rừng khai thác, đó, xẻ xiếc tầm 200-230 các bác nhá. Đó, cây O8 giá là 2.800.000 bao ship toàn quốc. Riêng dòng này rất là nhạy nổ luôn. Đó, hơi hám bao căng luôn nhá. Đó. Bác kéo gió ra này. Đấy, bác đóng vào. Giá là 2.900.000 bao ship toàn quốc. Echo 502. Tiếp theo cây số 9 thì có một cây thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản nhé. Con này là Shinowa 393. Đó, này công suất là 40cc. Đó, con này lam bản dài mặt cắt là 40/45. Xích là chạy xích chân 25. Lam là tinh tản nhiệt các bác nhé. Đó, lam của Shinowa này. Đó, lam đầu nhỏ, hai ốc giữa lam. Cái đời 393 này thì được trang bị là van xả. Con này rất là nhẹ nhàng luôn. Nó rơi vào 5kg các bác nhé. Bác xem mặt trước này, lốc nhôm hàm rồng. Đó, lốc này là chắc là xịt quá. Đó, nó bị hơi xây một chút thôi. Mà còn nguyên zin các bác nhá. Hơi hám rất là căng. Bác đi xẻ cắt khai thác gỗ tầm trung quế keo mít này. Cái dòng này thì anh em Tây rất là thích hơn. Đó, cắt dừa khai thác, dừa đặc con này cân hết được các bác nhá. Đó, trọng lượng nhẹ nhàng, màu hồng rất là đẹp luôn. Đó, O9 giá là 3.000.000 bao ship. Đấy, đét nổ bác nghe tiếng máy này. Riêng dòng này rất là nhạy nổ luôn. Cực kỳ là cuốn rồi nhá. 3.000.000 bao ship. Theo cây số 10 thì có một cây gọi là Komatsu. Đó, Komatsu. Đó, rồi các bác nghe tên rất là quen nhá. Con này là G551. Con này có số là 55cc. Đó, bác đi phá rừng khai thác này, lam bản dài mặt cắt là 45/50. Xích là chạy xích chân 72. Đó, lam là tinh dày dặn luôn các bác nhá. Đầu tiền các thứ đầy đủ hết. Hai ốc giữ lam. Đó. Máy móc thì liền lạc luôn. Đó, bác nhìn hàm rồng này. Đó, con này là máy lớn hệ khai thác. Con này lòng cực kỳ là cao bác nhé. Bác đi phá rừng khai thác xẻ xiếc sớm tối cả ngày. Riêng dòng máy Nhật bãi này thì nói về độ tiết kiệm xăng nhé. Tiết kiệm xăng một cái điều rất là quan trọng luôn.
đó, lắp xăng này, lắp nhớt phía trên các bác nhá. Trọng lượng máy nó rơi vào hơn 7 kg, đó, bù lại công suất là lớn, độ bền nó rất là cao. Đó, cây này thì bác đi xẻ xiếc tầm 150 đổ lại này. Đó, rất là thoải mái luôn. Hệ máy lớn, cây G10 giá là 2.700.000 các bác nhá. Thanh lý luôn cho bác. Đó, con này thì em dọn kho thì thấy các bác nhá, đó, rất lâu ở nhà rồi. Đó, bán rẻ luôn cho bác 2.700.000 bao ship. Rất là nhạy nổ luôn, hệ máy lớn mà. Rất là cao luôn. Đó, cây này giá là 2.700.000 bao ship toàn quốc. Rồi, anh em cũng xem phim kết thúc video đây. Bác nào mà quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng là 0862 567 746 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.